Thưa quý vị, ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện miền núi Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đến thăm xã nông thôn mới Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, nơi có tới 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ xúc động khi chứng kiến những đổi thay của Đại Dực nói riêng và Tiên Yên nói chung. Từ một xã nghèo miền núi, Đại Dực đã về đích nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 34 bộ máy vi tính, máy in cho các thôn thuộc xã vùng cao của huyện Tiên Yên, 100 suất quà Tết cho đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, một nhà ở cho hộ nghèo xã Hà Lâu quà Tết cho huyện Tiên Yên và xã Đại Dực. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tiên Yên. Cũng trong ngày 1 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và trao quà tại chương trình. Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã trao trên 10.000 suất quà đến công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, các cấp công đoàn tỉnh Hà Nam cũng trao 1.500 vé xe và tổ chức 30 chuyến xe để đưa đón công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết, với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng, hỗ trợ 7 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 350 triệu đồng. Trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam luôn là điểm sáng về tăng trưởng. Trong khi một số tỉnh thành miền Trung có tốc độ tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đứng đầu ở khu vực, thì năm 2023, từ một tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế của Quảng Nam đứng thứ 62 trên 63 tỉnh thành cả nước. Huy động mọi nguồn lực để vực dậy nền kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng là mục tiêu quan trọng nhất mà Quảng Nam sẽ thực hiện trong năm 2024. Khu công nghiệp Tam Thăng 2 hiện có 7 nhà đầu tư với tổng nguồn vốn gần 1.000 tỷ đồng. Năm 2023, có 45 nhà đầu tư đến đây khảo sát, nhưng chỉ thu hút được duy nhất một doanh nghiệp đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Ngoài xúc tiến đầu tư, chính quyền địa phương đã chạy đua với thời gian, tháo gỡ khó khăn để bàn giao hàng chục hecta mặt bằng sạch cho khu công nghiệp. Khu công nghiệp Tam Thăng 2 với công ty Capella với cái hạ tầng đồng bộ cùng với nhiều ưu đãi đầu tư của tỉnh Quảng Nam cũng như của ban quản lý khu kinh tế thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đón các những nhà đầu tư lớn. Từng là địa phương có tốc độ tăng trưởng khá, năm 2023, kinh tế Quảng Nam giảm sâu, thu ngân sách hơn 23.000 tỷ đồng, đạt 89,8%, thu xuất nhập chỉ đạt 53% dự toán. Công nghiệp ô tô là ngành thế mạnh, đóng góp trên 50% ngân sách, nhưng nguồn thu từ ô tô sụt giảm, dẫn đến tổng thu của Quảng Nam sụt giảm. Vẫn phải tiếp tục duy trì và phát triển cái hệ sinh thái của Trường Hải để Trường Hải trở thành một cái tập đoàn phát triển đa ngành và không quá bị lệ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô, tập trung ưu tiên vào phát triển công nghiệp để giải quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu ngân sách. Việc phụ thuộc vào một nguồn thu như ngành công nghiệp ô tô dẫn đến sự phát triển không bền vững. Vì vậy, đa dạng hóa các lĩnh vực có thế mạnh, nuôi dưỡng nguồn thu từ ngành dịch vụ du lịch, logistics, cơ khí chế tạo máy và công nghiệp phụ trợ ô tô sẽ là hướng đi để Quảng Nam vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng ngay từ quý 1 năm 2024. Thưa quý vị, những ngày này, tại phố núi Đà Lạt, các nhà vườn trồng hoa địa lan nơi đây đang tất bật chuyển những chậu hoa đẹp nhất của vườn xuống phố, bày bán khiến không khí Tết trở nên nhộn nhịp hơn. Trên một số tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt, người chơi hoa thỏa thích lựa chọn những chậu hoa đẹp để làm quà tặng hay trang trí cho ngôi nhà của mình trong dịp Tết. Hoa địa lan được các nhà vườn, thương lái bày bán tập trung tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Quang Trung, thành phố Đà Lạt. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên địa lan phát triển và sinh trưởng tốt, khiến một số vườn hoa bung nở sớm. Dù nguồn hàng có phần không dồi dào, nhưng giá hoa lại không cao hơn nhiều so với mọi năm. Hiện, mỗi cành hoa có giá bán từ 300 đến 600 nghìn đồng, tùy loại và màu sắc. Đà Lạt hiện có hơn 50 hecta trồng địa lan, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng trăm nghìn cành hoa, với một số loài được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng vào dịp Tết như địa lan vàng New Zealand, vàng hoàng hậu, cam lửa, vàng chanh, xanh New Zealand.